Xin chào tất cả các bạn. Bài học ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để vẽ được cái hình bát quái như thế này. Bát là gì? Bát là 8. Cái hình bát quái này của chúng ta có 8 cạnh và tâm hình bát quái có một cái hình tròn âm dương như này. Giữa các cái cạnh của bát quái này gồm có các cái bát giác màu đen được chia đều nhau. Chúng ta cùng phân tích cái hình bát quái như này. Nhiều bạn sẽ nghĩ rằng cái hình bát quái này vẽ rất là dễ. Tuy nhiên, để mà vẽ chính xác và tỉ mỉ giống như cái hình mẫu như này, đòi hỏi các bạn phải rất là thành thạo các công cụ mà cái phần mềm Illustrator đã cung cấp cho chúng ta. Vậy thì hôm nay tôi và các bạn cùng vẽ cái hình bát giác như này để các bạn thấy rằng để vẽ ra được một cái hình bát giác như này đòi hỏi chúng ta phải thành thạo phần mềm. Trước hết, chúng ta cùng phân tích và nhìn nhận cái hình bát giác như này. Các bạn để ý thấy rằng là các cái đường trắng này ở cái góc phía trên này nhỏ hơn cái góc phía dưới này. Đây, các bạn nhìn cái chỗ này thì các bạn sẽ nhìn thấy rõ này. Còn cái đường gạch này giữa cái khoảng cách này với khoảng cách này với khoảng cách này là đều nhau. Chỗ này cũng vậy. Chỗ này thì lại khoảng cách trắng này rộng hơn cái khoảng cách ở trên này. Thế vậy thì chúng ta sẽ vẽ cái hình âm dương ở vòng tròn phía ở giữa tâm cái hình bát quái như này. Thì đầu tiên để vẽ được cái hình âm dương vòng tròn này, các bạn chọn phím tắt O hoặc các bạn có thể chọn Ellipse Tool ở đây. À, xin lỗi các bạn, để vẽ được cái hình tròn các bạn phím tắt L, chọn Ellipse Tool này. Các bạn chọn cái stroke, các bạn chọn màu đen. Ok, các bạn giữ phím shift trong quá trình vẽ để vẽ được hình tròn. Như vậy các bạn vừa vẽ được một hình tròn xong. Bây giờ các bạn tiếp tục nhân đôi cái hình tròn này bằng cách phím tắt Ctrl C hoặc các bạn có thể chọn ở đây copy và các bạn chọn Paste Inform, phím tắt là Ctrl F. Như vậy các bạn sẽ được hai hình tròn bằng nhau. Các bạn bấm Ctrl Z. Bây giờ các bạn vào mục Property, các bạn bấm chuột vào cái hình mắt xích như này để khi các bạn thay đổi chiều dài thì chiều rộng sẽ thay đổi theo. Nhiệm vụ của chúng ta là sẽ lấy một nửa hình tròn ban đầu, các bạn bấm vào đây chia 2. Các bạn enter. Như vậy các bạn vừa thao tác xong thì cái hình tròn thứ hai có diện tích bằng một nửa hình tròn thứ nhất. Bây giờ các bạn chọn cả hai hình tròn và các bạn căn bottom chọn. Tiếp theo các bạn nhân đôi cái hình tròn nhỏ này. Lặp lại bước nãy, các bạn chọn edit copy, chọn Edit Paste Inform và các bạn giữ phím Shift và Alt trên bàn phím để thu nhỏ cái hình tròn vừa rồi. Các bạn đổ màu cho hình tròn này. Các bạn chọn màu đỏ cho dễ nhìn, tí nữa các bạn chỉnh sau. Tiếp theo, các bạn nhân đôi cái hình tròn màu đỏ này và cái hình tròn nhỏ này nữa. Các bạn chọn cả ba hình tròn. Sau đó các bạn bỏ hình tròn này đi. Các bạn chọn phím tắt là O, chọn Reflect Tool và các bạn đưa con trỏ chuột vào vị trí tâm này. Đồng thời giữ phím Alt trước, sau đó kích trái chuột. Các bạn chọn Horizon Tool, bấm Preview và chọn copy. Ok. Tiếp theo, các bạn vẽ một hình vuông. Các bạn chọn vào tâm này. Với cái hình này, bây giờ các bạn chọn cái hình tròn này và chọn cái hình chữ nhật vừa vẽ xong. Các bạn vào
Pathfinder đây. Pathfinder, nếu như mà các bạn không biết Pathfinder ở đâu thì các bạn có thể bấm vào Windows và chọn Pathfinder ở trong này. Đây, Pathfinder, phím tắt Shift Ctrl F9 này để ra cái bảng này. Với cái bảng này, các bạn để ý là chúng ta chọn Minute Form, nghĩa là lấy ở phía sau và phía phần giao nhau sẽ được loại bỏ. Như vậy, chúng ta được một nửa hình tròn. Nhiệm vụ của các bạn bây giờ là lấy cái nửa hình tròn vừa chúng ta vừa thao tác này và cái vòng tròn to như này để một nửa. Thế thì các bạn chọn cả hai. Các bạn chọn vòng tròn này và một nửa vòng tròn này và cái vòng tròn lớn thế này. Các bạn chọn cả ba. Ở đây chúng ta có mục Shape Builder Tool, phím tắt Shift M, các bạn tích vào đây. Đồng thời các bạn giữ chuột ở cái nửa vòng tròn này và sang cái vòng tròn lớn này. Các bạn giữ nguyên thế này. Như vậy các bạn đã được một nửa vòng tròn như thế này. Đó. Bây giờ các bạn xóa bỏ vòng tròn này. Như vậy, bây giờ các bạn chỉ việc tô màu. Các bạn xem màu gốc ở đây là gì? Màu màu này màu đen. Các bạn bấm Ctrl Y để chế độ xem này, cái vòng tròn này phải đưa lên trên cùng này, các bạn chuột phải này, chọn Bring to from, nghĩa là mang cái hình tròn này lên trên cùng này. Đồng thời các bạn tô màu trắng. Bấm Ctrl Y tiếp tục để quay trở lại. Và cái vòng tròn này các bạn cho thành màu đen. Tiếp theo các bạn nhìn thấy có một cái vòng tròn, cái viền màu đen bao quanh xung quanh nha. Các bạn chọn toàn bộ cái các đối tượng này và các bạn bấm phím tắt Ctrl G để nhóm toàn bộ các đối tượng lại. Tiếp theo các bạn vẽ một vòng tròn. Các bạn chọn đảo, chọn độ dày. Bây giờ các bạn chọn hai đối tượng này và chọn căn giữa. Như vậy các bạn giữ chọn cái vòng tròn phía bên ngoài và giữ phím Shift Alt đưa con trỏ chuột và thu nhỏ lại. Các bạn tăng độ dày của viền. Các bạn chọn cái vòng tròn này phía dưới, xếp phía dưới cùng và tiếp tục nhóm toàn bộ các đối tượng, bấm tiếp Ctrl G. Như vậy các bạn đã vẽ xong cái hình âm dương nha. Tiếp theo sẽ hướng dẫn cho bạn vẽ các cái cạnh của cái hình bát giác nha, hay còn gọi là bát quái đấy. Thì để vẽ được các cái cạnh của cái hình bát giác này, các bạn cũng chọn vào công cụ vẽ Polygon Tool đây. Các bạn tích vào đây và các bạn bấm chuột trái một cái ở đây. Hiện cái bảng như này và các bạn chọn cạnh, cạnh gồm 8 cạnh. Các bạn ok. Tiếp tục các bạn kéo to cái hình bát này, bát giác này. Các bạn chọn độ dày của viền này nhỏ thôi. Các bạn nhìn thấy nó vừa vừa tầm thì các bạn chọn này.
Như vậy mình sẽ chọn là 24. 24. Nếu như mà thấy hơi nhỏ, các bạn có thể chọn 26. 26 đi. Các bạn nhớ nhá, các bạn chọn 26 này. Đồng thời các bạn copy tiếp cái hình bát giác này. Các bạn chọn paste in from, phím tắt Ctrl F. Và các bạn kéo rộng cái hình này, giữ phím Alt và Shift trên bàn phím. Và các bạn chọn lại cái đường viền ở đây là 26. Chọn cái hình này, hình bé này. Và các bạn bấm vào Object, các bạn Expand. Các bạn bỏ Fill đi, chỉ chọn Stroke thôi. Ok. Và cái này cũng vậy, bỏ Fill này. Ok này. Các bạn tích chọn cả hai hình bát giác này. Và các bạn chọn Blend. Blend. Chọn Mesh này. Như vậy các bạn có thể bấm vào đây Blend Option này. Và các bạn chọn chọn cái này, cho các bạn chọn một thôi. Nếu như mà các bạn chọn nhiều thì nó sẽ tạo ra nhiều này. Đấy, ví dụ mình như mình chọn hai này. Nhưng mà ở đây chúng ta cần ba cái hình nữa thôi. Thì các bạn chỉ cần chọn một. Ok. Như vậy các bạn đã được như này. Nhiệm vụ của chúng ta là cắt bỏ các cái đoạn nối liền này để thành các cái khoảng trắng. Vậy thì các bạn vẽ một cái đường thẳng này cho tôi. Các bạn giữ phím Shift. Các bạn chọn chọn. Tiếp theo, các bạn chọn vào công cụ Whip Tool. Các bạn giữ con chuột ở đây và kéo rộng ra. Để phía dưới này rộng này, phía trên này thu nhỏ này. Các bạn nhìn. Các bạn căn cái đường này nằm giữa cái hình bát giác này. Chọn hai đối tượng. Các bạn chọn align, chọn căn giữa. Tiếp theo, các bạn chọn object này. Các bạn expand. Và các bạn chọn object, bỏ fill đi. Các bạn ungroup. Như vậy các bạn sẽ được ba cái hình bát giác này. Mình vẽ một cái hình tròn nữa. Bây giờ mình căn cái hình tròn này nằm giữa cái hình 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 bát giác này. Thì các bạn chọn này, chọn align này, key object này, chọn cái hình tròn này phải theo cái hình bát giác này. Các bạn chọn căn này. Hình này nó đổ màu khác cho dễ nhìn này. Bây giờ các bạn expand cái đường các bạn vừa vẽ này. Chọn expand này. Và các bạn xoay. Các bạn có thể kéo lên đây. Và các bạn xoay chọn tâm ở giữa cái hình bát giác này chúng ta vừa vẽ ở đây. Các bạn chọn Rotate Tool. Và các bạn đưa con trỏ chuột vào vị trí tâm của cái hình tròn này. Và giữ phím Alt này. Kích trái chuột này. Cái góc này 45 các bạn chia 2. Bấm Preview này. 25.
22,5 độ này. Các bạn chọn copy này. Ctrl D này. Ok. Như vậy các bạn xóa cái chỗ này đi. Tiếp theo những chỗ này các bạn xóa bỏ. Tiếp theo, bây giờ các bạn cắt bỏ cái phần giao nhau này. Thì để cắt bỏ các phần giao nhau này có nhiều cách. Bây giờ mình hướng dẫn các bạn cách với cái công cụ này, Shape Builder Tool. Các bạn chọn ba cái hình bát giác và cái đường chéo này. Tiếp theo các bạn chọn vào Shape Builder Tool, phím tắt Shift M. Và các bạn để xóa bỏ cái đường này thì các bạn giữ phím An ở trên bàn phím để cái chỗ con trỏ chuột này thành dấu trừ này. Đấy. Nếu các bạn bỏ phím An ra thì thành dấu cộng này. Đấy. Nhiệm vụ của chúng ta là xóa bỏ cái đường chéo này, giao nhau này. Thì các bạn giữ phím An và giữ nguyên chuột trái, kéo xuống như thế này. Bỏ tay. Như vậy chúng ta đã loại bỏ được cái phần giao nhau như này. Với chỗ này các bạn cũng làm tương tự như vậy. Chọn này. Các bạn chọn hết đi. Và các bạn chọn phím tắt là Shift cộng M. Giữ phím An này. Loại bỏ 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 này. Rồi. Còn hai cái chỗ này mình muốn hướng dẫn các bạn bằng cái cách khác, đó là các bạn có thể sử dụng Pathfinder như này. Các bạn cũng loại bỏ được cái phần giao nhau. Như vậy các bạn chọn các đối tượng này và các bạn chọn cái phần này, Divide này. Và các bạn bỏ nó chuột ra và các bạn ungroup này. Bây giờ các bạn xóa. Đó. Tiếp tục chỗ này cũng làm tương tự. Các bạn cũng chọn divide này. Thì các bạn tiếp tục ungroup này. Và các bạn xóa bỏ những chỗ giao nhau. Như vậy, để mà tạo được cái hình bát quái giống như này, các bạn có nhiều cách để tạo. Các bạn cũng chọn giữa này. Chọn đường viền này. Chọn độ dài viền này. Và các bạn expand này. Chọn bỏ fill này. Ok này. Các bạn căn giữa này. Tiếp theo các bạn xoay cái đường này, chọn rotate này, đưa vào tâm xoay này, chọn 45 độ này, bấm preview này, ok này, copy này, Ctrl D rồi. Tiếp theo các bạn xóa bỏ cái này đi. Bây giờ các bạn đục thủng cái đoạn này. Các bạn chọn hai đối tượng này. Các bạn có thể chọn cái công cụ này hoặc các bạn cũng có thể sử dụng Pathfinder đều được. Thì mình hướng dẫn cho các bạn sử dụng công cụ này cho nhanh này. Loại bỏ này. Các bạn giữ phím An. Đã loại bỏ. Tiếp theo chỗ này loại bỏ cả ba, các bạn chọn cả ba này. Chọn này, giữ phím An này, quay lại này. Và chỗ này các bạn chọn cả ba đi, giữ phím An này. Ok.
Các bạn xóa bỏ này. Tiếp theo cái cạnh này. Giữ phím An để loại bỏ này. Với cái cạnh này, các bạn chọn này. Với cái cạnh này. Giữ phím An nhé. Tiếp với cái cạnh này. Giữ phím An này. Loại bỏ này. Giữ phím An. Loại bỏ này. Xanh xanh này xóa bỏ đi. Tiếp với cạnh này. Cạnh này thì giữ nguyên rồi. Xóa bỏ. Ok. Như vậy các bạn chọn tất cả các cái đối tượng trong cái hình bát quái này, group lại. Và các bạn chọn hai cái hình này, căn giữa vào nhau là xong. Ok. Với sản phẩm như thế này, như chúng ta cùng vẽ, các bạn thấy để ra được cái hình như thế này đòi hỏi chúng ta kết hợp rất nhiều công cụ đúng không? Vậy thì qua cái hình bát quái như thế này, tôi hy vọng rằng các bạn sẽ học hỏi thêm được nhiều cái kinh nghiệm. Chúc các bạn thành công!